phát hành báo dạo này như thế nào hả anh? Mấy hôm nay bên phát hành báo phải tăng số lượng gấp 2, gấp 3 lần. Có hôm lên gấp 3, gấp 4 luôn đó em. Vậy là tình hình khả quan rồi. Chắc là ông Thức và má anh sớm muộn cũng sẽ đọc được thôi. Quan trọng á là hai người đó có quan tâm có đọc báo hay không thôi. Em nghĩ ông Thức và má anh đều là người có học thức, chắc chắn sẽ quan tâm đến báo chí. Quan trọng là cái tờ tin tức của mình có đủ nổi tiếng hay không thôi. Báo tin tức là một trong những tờ báo bán chạy nhất hiện nay đó. Vậy là tốt rồi. Mình chỉ cần chờ kết quả thôi. Em làm ơn ra ngoài xem coi thử là ai tìm anh. Nếu mà độc giả nữ là nói là anh Long không có ở nhà nha. Từ đây về sau mình xưng hô vậy cho nó gần gũi, được không Quỳnh? Nhưng mà như vậy là anh đang xúi em nói dối độc giả của anh rồi. Cái này nhưng mà nói dối là tốt mà. Chúc anh nha, cảm ơn nhiều. Khỏe không? Mời anh ngồi. Cảm ơn em nha. Ê, ai mà đẹp quá vậy? Hồi nãy tôi bước vô đây tôi tưởng đi lộn nhà không á. Nhiều chuyện quá, qua đây làm chi? À, quên nữa, qua đây để lấy bản thảo về tòa soạn. Tôi chuẩn bị sẵn rồi nè. Tòa soạn có chuyện gì không? Làm việc phờ râu luôn chứ còn gì nữa. Làm gì phờ râu? Thứ nhất á là số báo tăng lên thì tất cả các bộ phận giống như là làm bản kẽm nè, ha, in ấn nè, phát hành nè, làm việc tất bật luôn, làm bù giờ, làm tăng giờ luôn đó. Cái điều thứ hai mới quan trọng nè, cái đám độc giả mà cuồng mộ á, quên, ái mộ, mà tôi nói chính xác hơn là ái mộ ông một cách cuồng nhiệt, một cách gọi là ngu xuẩn. Trời ơi, tối ngày cứ chầu trực ở trước tòa soạn chờ gặp ông cho bằng được, làm cho nhân viên tiếp khách của tòa soạn làm việc mệt nghỉ luôn. Người ta là độc giả, nó gọi người ta là cái đám này đám nọ. Thì độc giả của ông chứ đâu phải độc giả của tôi đâu. Thì cứ nói với họ là tôi đi Đà Lạt hay miền Tây gì đó, tôi tìm chất liệu tôi viết là được chứ gì. Ông làm đi dễ lắm mẹ. Nói ông đi về miền Tây hoặc là đi Đà Lạt viết, họ tin mới là lạ. Mời anh uống nước. Cảm ơn em. Bác sĩ riêng của tôi đó. Trời, anh đừng hiểu lầm nha. Tôi với anh Long chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là bạn? Bác sĩ riêng. Hiểu rồi đúng không? Ừ, hiểu. Hiểu rồi thì về đi. Ê, người ta mời nước chưa uống luôn á. Tôi uống lẹ đi về. Mất hứng à. Không uống nữa. Không uống thì về đi. Cái gì đuổi hoài vậy? Từ tôi về. Cho tôi ở lại tôi đọc trước được không? Tôi nói thiệt á, là tôi rất là ghiền cái chuyện của ông luôn. Tôi muốn đọc trước coi diễn biến nó như thế nào á, nghe. Rồi, rồi bây giờ về tòa soạn mà đọc. Cũng mang tiếng nhà văn, nhà thơ, văn sĩ gì mà không chịu tự viết cho mình đọc, đọc kéo người ta không? Đừng nói về tự ái nghe. Chẳng qua là tôi chưa có cảm hứng tôi viết thôi. Từ từ chứ. Với lại tôi thấy tôi có cố gắng như thế nào tôi cũng không có bằng ông. Vậy thì về tòa soạn đọc đi. Trời, đủ nữa hả? À, thôi hiểu. Thôi tôi về cho hai người dễ nói chuyện. Thôi anh về nghe. Chào anh. Thôi em cũng phải về đây. Không sao, không sao. Trời, anh Trường cái bật thêm. Để lụm cho. Mấy bản thảo này phải sạch vì nó rất là quan trọng với anh Long. Đi coi đừng có la la chửi anh đó. Là anh bất cẩn quá. Đưa đây. Tôi xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá. Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được. Tôi có nghe lầm không?
chưa bao giờ mà ông ăn nói dịu dàng với tôi như vậy luôn á. Nhưng mà có người chờ anh ở tòa sản á, giọng không có dịu dàng như tôi đâu. Kể đi, kể đi. Thôi tôi đi nha, đi đi nha. Cảm ơn em nha. Anh làm gì cảm ơn em hoài vậy? Vì những chuyện em phải làm cho anh. Anh... Vì tại mình là bạn mà. Nhưng anh muốn tụi mình có cái gì đó hơn tiếp bạn. Có lý do mà. Phi Long có bạn gái. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y. Tải app ngay trên Google Play và App Store.